đợi nửa tiếng rồi, bây giờ 10 giờ rồi. Cái gì vậy bà nội? Từ nay chỉ đi về nguyên tắc đi nhá. Giao hàng gọi điện. Thế mày không biết gọi điện à? Xin lỗi. Thực sự xin lỗi. Inbox ảo có doanh thu top 1. Áo đẹp không lém? Giữ nha, không đổi nha. Bạn bị kinh rồi. Ừ, đẹp thật. Nhưng mặc áo của người ta là fan tháng 8 hay gì đấy. Mặc áo của người ta là fan tháng 8 hay gì đấy. Hay gì đấy. Có gì đấy sai sai. Nghệ sĩ đương đại Brian Donnelly còn được biết đến là Kors, từ một người phun sơn graffiti chuyển hướng thành nghệ sĩ, được xem như là một trong những nhân vật hot hit có lượng người hâm mộ đông đảo. Để tạo nên một Kors qua thiết kế đầy cá tính, phá cách với hình đầu lâu cùng hai con mắt hình chữ thập, Brian Donnelly đã vẽ bằng 2D rồi sau đó phát triển lên 3D. Quá khủng khiếp! Các tượng nhỏ của Kors đã thu hút một lượng người hâm mộ đáng kể trong những thập kỷ gần đây. Và giống như bất kỳ thị trường đồ sưu tập sôi động nào, chúng cũng có sự xuất hiện của các phiên bản giả. Những sản phẩm giả thì đều kém chất lượng, có sai sót ở các khớp nối, điểm khớp nối và lớp sơn. Đồ chơi hàng ao đích thực thì bên trong sẽ đặc, không rỗng. Đấy là cách phân biệt thật thật giả giả. Nhưng bảo đây, làm gì có tiền đâu mà mua thật hay giả. Mặc dù rất nổi tiếng, nhưng cái tên KAWS không có nghĩa gì cả. Ông ta chỉ là ngẫu nhiên ghép các chữ cái lại với nhau vì nghĩ chúng quá thú vị. Hả? Sở hữu hình dạng có phần cá tính, lạ mắt, mang nét đặc trưng mà Kors nhanh chóng thu hút sự chú ý ngay từ những ngày đầu ra mắt. Còn lại Kors này rõ ràng có ông bố người Mỹ nhưng lại thành công ở Nhật Bản. Đúng là bụt chùa nhà không thiêng, nhưng ông trời làm sao mà lấy được hết tất chứ? Năm 1999, mô hình Kors cao 4,6m mang tên The Companion cùng nhiều tác phẩm khác được trưng bày ở các thành phố lớn trên thế giới như New York, Đài Bắc, Seoul, Tokyo, v.v. Mang sự pha trộn giữa nét đẹp đường phố cùng phong cách pop art tươi sáng, Kors là một trong số ít những nhân vật tạo được hiệu ứng truyền thông bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội. Kors được coi như là luồng gió mới của nghệ thuật đường phố. Với Brian, ông chọn cho mình một lối đi riêng như Hoàng Thùy Linh của chúng ta vậy. Cứ dẫm đạp lên dư luận mà thành công thôi. Trái với nhiều ý kiến cho rằng Kors khó tạo nên thiện cảm với hình tượng đầu lâu đi kèm hai tay che mặt, có hình chữ thập ở phía mặt ngoài, thì thực tế Kors lại được rất nhiều người yêu thích, giới nào cũng giàu thật, toán nung về cho bản thân vài bộ sưu tập chơi chơi. Thành công thế, kiểu gì chẳng có anti. Một số người ăn không được cho rằng sự thu hút của Kors là sự phản kháng với văn hóa truyền thống hay thế giới nghệ thuật. Khi nghe câu nói khó có thể lọt tai này, thì giám đốc sáng tạo của Mad Dog Gallery đáp trả theo văn hóa Việt Nam, nói ít hiểu nhiều rằng thương mại hóa là điều mà thế giới nghệ thuật tinh tế thường không khuyến khích. Nhưng Kors đã khai thác các liên kết với các thương hiệu như Bounty Hunter, Uniqlo và Dior để biến đổi giữa các thế giới nghệ thuật, thời trang và thiết kế. Nghe đến đây, mấy NT lập tức khóa mõm, không dám hoài hè gì. Và tất nhiên, cái áo này của Mai Bảo mới tạo đây nằm trong bộ sưu tập Kors Beauty chính thức ra mắt độc quyền trên toàn thế giới, mẫu áo thun in họa tiết kết hợp với Uniqlo làm áp đảo giới thời trang. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Tất cả các cửa hàng đều khoác lên bộ áo mới xịn sò này. Thị Lém và các bạn, còn chờ gì mà không đến check-in mua sắm đồ của Kors nhở? Ha ha ha.